Jack Ma từng nói rằng, khi bán cho đồng đội hay người thân trong gia đình, dù bạn có bán bằng giá bút nào đi chăng nữa thì họ vẫn luôn cảm thấy bạn đang kiếm tiền từ họ. Dù có rẻ tới mức nào đi chăng nữa họ vẫn sẽ không trân trọng điều đó. Sẽ luôn có những người không dồ cập đến chi phí, thời gian, sức lực mà bạn bỏ ra. Họ thà để người khác lừa gạt, kiếm chắc từ mình còn hơn là ủng hộ những người mà họ quen biết. Đồng thời, tỷ phú Alibaba cũng khuyên mọi người không nên bán hàng cho đồng đội, người thân. Có lẽ nhiều người chưa thực sự tin vào lời cảnh báo này, cho đến khi chứng kiến câu chuyện mà chị Hồng Trần, chủ tiệm giấy cưới ở Sài Gòn chia sẻ. Cụ thể, chị Hồng cực kỳ bức xúc khi kể câu chuyện về một cô bạn được cho là khá thân thiết, hai người quen biết, chơi với nhau từ nhỏ tuổi đến lớn. Mọi xích mích bắt đầu khi bạn thân chị Hồng Trần sẵn sàng tổ chức đám cưới. Bạn chị quyết định ủng hộ bạn bằng cách thuê giấy cưới ở cửa tiệm của chị Hồng. Và mặc dầu chị Hồng đã cho thuê giấy với giá bút hữu nghị, nhưng vẫn chút bực tức vào người vì sự chi ly, tính toán và vô tư đến mức vô duyên của bạn mình. Chị Hồng Trần chủ nhân câu chuyện cho bản thân mượn đồ đang gây xôn xao số đông mạng. Chị Hồng Trần thể, mình rất ghét khiến cho bạn, vì thứ nhất dù cho bạn thêm cái gì nó cũng không hề biết ơn, biết đủ, xem đó là trách nhiệm của mình. Thứ hai, nó luôn nghĩ mình chém, lấy đắt. Thứ ba là mình rất áp lực khi trang điểm, chụp hình cưới cho bạn, vì nó cứ sợ hãi mình trình độ kém, sợ hãi hư đám cưới nó. Trong khi đó, đến khách lạ mình còn tốt với họ, lo cho họ chu toàn thì đồng đội quen biết tại sao mình không làm đẹp hơn, rẻ hơn được. Như bạn mình, cho thuê chiếc giấy cưới lung linh, còn đòi hỏi phải đính hạt long lanh, mà mình để giá bút rẻ 1 triệu đồng vẫn kỳ kèo bớt 200 nghìn. Sau đó còn hồn nhiên mượn cặp áo dài cô dâu, chú thể không lấy phí để mặc làm lễ, nói mặc xong xuôi cởi ra ngay. Mình dễ tính, đồng ý luôn vì nghĩ chỗ đồng đội. Thế mà nó còn mặc giày mượn thêm chiếc giấy mặc tiếp khách nữa. Mình tỏ ra khó chịu, nói lấy 300 nghìn tiền giặt giấy thì nó trở mặt, trách móc mình mở được tiệm riêng mà keo kiệt với bạn. Kỳ kèo tiền thuê giấy cưới, khỏi mượn ngắn dài làm lễ không lấy phí đều được đồng ý, cô bạn kia còn được đằng chân lân đằng đâu, đòi mượn thêm một chiếc giấy. Theo lời chị Hồng Trần, bạn chị một mực cho rằng chỉ muốn ủng hộ đồng đội nên mới tìm đến khỏi mượn giấy. Và dù tuyên bố không cần thiết tiền bạc, giá bút bao nhiêu cũng có thể chi trả, nhưng bạn chị Hồng cho rằng chị không nên lấy tiền của mình vì là chỗ đồng đội thân thiết. Ngày xưa ngoại gửi mình cho mẹ cô bạn này một thời gian, mình có ăn ở trong nhà, nhưng ngoại vẫn gửi tiền mỗi tuần 300 nghìn, cách đây 16 năm, đó là số tiền không hề nhỏ tuổi. Vậy mà giờ cô bạn kia cho rằng mình giống như chị em trong nhà, từng ăn ở cùng nhau, mà đã là chị em thì không được lấy tiền thuê giấy, rồi kể công rất nhiều. Quá bức xúc và mất hết kiên nhẫn trước sự vô tư đến vô duyên của bạn khi đòi mượn giấy ri, chị Hồng quyết định đăng tải câu chuyện lên trang cá nhân. Mượn giấy không được, bạn chị Hồng trở mặt trách móc bạn sống sai. Sự việc én le lôi cuốn sự xem xét khác lạ của dân mạng, bộc lộ qua con số gần 20.000 lượt like, bình luận. Hiện tại, chị Hồng Trần cho hay, sau khi sự việc trở nên ồn ào trên mạng buôn bán hội, cô bạn kia đã chủ động nhắn tin xin lỗi, hẹn sẽ đến tiệm thuê giấy ủng hộ và không lấn cấn nhiều đến giá bút cả nữa. Tuy nhiên, chủ nhân câu chuyện cho hay, chị không muốn kế tiếp duy trì mối quan hệ với người bạn này và tha thiết mong bạn đừng thuê giấy ở cửa tiệm mình. Hiện, câu chuyện én le, dở khóc dở cười khi cho bạn thuê giấy cưới vẫn đang gây xôn xao số đông mạng và chiếm được sự đồng cảm của hàng nghìn người.